Quá trời luôn. Sao nhà chim mà chúng ta không tính toán săn chơi cái chim á, là một thiệt thòi lớn cho nhà chim của mình. Ở đây quang cảnh rất là ok luôn, săn chơi chim rất là rộng, môi trường sinh cảnh côn trùng ở đây rất nhiều, nên mới sáng chim tập trung ở đây rất là nhiều luôn. Bạn thấy không? Nhiều dữ dằn luôn. Mình để ý sáng mình ngang qua đây sáng cũng vậy hết luôn, nhiều lắm luôn. Đây chắc cũng có 600 chim. Sân chơi chim ở đây rất là rộng rãi ha. Ồ, nhiều quá.